Mới sáng đến công ty đã ba cái bấc, đập vào mặt mấy em tester dạo này chăm chỉ kiểm soát đông bấc, thiệt là ngặt. Khách hàng có đầu thằng sếp lo mang cái đầu mới ra lo chặt. Thằng coder cứ như con gà bị cả công ty lo mang ra vặt. Thân xác hao gầy bỏ bữa fix bấc, quên ăn quên ngủ bỏ cả người yêu. Giữa đêm tràn trọc mở mắt thức giấc, đoạn code vừa chạy nhưng vẫn chưa hiểu. Server ta vừa mới up, thằng kia vừa chạy nó lại bị down. Đoạn code hôm qua vừa bấc, hôm nay tao chạy nó không bị sao. Xì sáp với xì cộng cộng, Java mới trả Python. Tao cốt ở trong giấc mộng, sáng đi làm muộn tao bị ăn đòn. Trừ lương, trừ thưởng, trừ hết tất cả, trừ cả ngày phép và ngày tăng ca. Tao về sửa soạn cùng nhau đi nhậu, tăng 1, tăng 2 rồi lại tăng 3. Tính cách của tao hơi nhạt, bởi vì tao đây là trai tốt. Cái gì tao cũng biết sửa, cũng sắp 30 mà chả ai hốt. Tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy và cả máy bay. Anh coder là nhận sửa hết, chỉ cần em gọi là anh tới ngay. Nhưng em ơi, với một điều kiện, khi tác lại xong ngay. Đồng đội mà anh tham chiến, còn bậc này hơi nhây. Không khí giờ đang căng thẳng, bạo động hơn bên Tây. Lại còn tiếng sét vang vẳng như là vàng ngọc ở đâu đây. Anh vẫn còn nhớ về em dự đoán, chưa có đổ na tiên nên kiểm soát. Vậy mà anh mới lỡ chân một bước, đi xa ngàn thước, mình mong đại dương thật là sóng gió. Số cả nước ta giam ba con bấc kia sao làm anh nản lòng. Vì đường dù ngắn hay xa thì chung quy lại vẫn về thành Rome thôi mày. Bật chế độ để bậc nhìn xuống thấu tâm can em. Đừng hòng mà chạy thoát anh như là rơi trên đỉnh Olympus. Tay trái định giang sơn, tay phải bình thiên hạ. Chưa có trận chiến lộ anh chưa trải qua mà em lại nghĩ là anh sợ em á. No no, để anh nhắn nhủ em một câu, cho em 3 giây để gọi hải quay đầu. Vì lại những dấu cốt anh ghi ra ngọt ngào còn hơn cả thi cả. Bước với anh nó chỉ là gia vị để những món ăn được thêm và thăng hoa. 404 hay là 503 nguồn poi thì anh cũng không tha. Nhận em chuẩn bị tâm lý, thu xếp hành trang và dọn ra khỏi nhà. Dự án của bọn anh, dự án của bọn anh, dự án của bọn anh, dự án của bọn anh.